Kênh Hoa Lan Cần Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Hoa Lan Cần Thơ xin chia sẻ cho với các cô chú anh chị là cái cách mình trồng lan là đơn giản, ít tốn kém mà khá là hiệu quả. Nó là giúp cây là phát triển tốt, mình nhẹ chăm sóc nha, nhất là nhẹ bón phân. Cái giò này từ lúc mà em ghép tới giờ mà em chưa có bón hộp phân nào chứ, chỉ lâu lâu xịt thuốc rồi vậy thôi chứ ít có bón phân. Thì cái giò này giò ngọc thạch, này đó là mình mua là ngọc thạch hai màu, mà mình đợt rồi là nó ra bông á, là cái họng nó cũng có hai mắt đen gì nè. Đó, cái này em kích kỳ nhân giống mà kích nó ra kỳ nè, nó nhảy kỳ rồi nó có bông trên kỳ luôn nè. Mà sao cái họng của nó có hai mắt đó, hai mắt đen đó, nó có hai mắt đen gì nè. Cái này nó mới nở nó chưa căng đó. Cái này không biết phải đột biến hay là sao không biết, các cô chú nào biết comment dưới giùm ha. Thì em xin chia sẻ cái cách mình trồng lan, tất cả các loại lan luôn chứ không phải là riêng cái loại ngọc thạch này không đó. Mình trồng theo cách này mình nhẹ chăm sóc lắm, có thể là 5-3 bữa, tuần lễ mình tưới lần cũng được đó, mà ít nhẹ bón phân luôn đó. Thì cái cách của em trồng cái này nè, cái này gồm là cái khúc cây nè, khúc cây và sư dừa đó. Thì mình trồng mình chuẩn bị khúc cây nè, nó cao hơn cái miệng chậu chút xíu vậy nè. Rồi mình đặt cái giò lan ở đây nè, mình cố định lại. Đó, mình bấm mình cuộn làm sao đó, cho nó dính vô đây lại, mình đặt vô trong cái giữa chậu á. Đó, giữa chậu vòng vòng là mình để sư dừa nè. Sư dừa thì ở dưới thì mình để một lớp ở dưới đây là mình để là một lớp sư dừa. Kế đến là một lớp là phân động vật ăn cỏ, là ở đây mình xài phân bò đã qua xử lý rồi đó, một lớp đó. Rồi kế đến là sơ dừa đó, rồi cái cục cây để trong giữa nó uống lên gì nè. Các cô chú thấy nó trên này nó đen gì, thật chất rễ nó dưới là trắng tư nghe các cô chú, đây rễ nó đi dưới là trắng tư luôn, thấy không đó. Xuống đây nó tìm thức ăn, ở đây là cái nguồn dự trữ thức ăn nó nằm dưới đây nè. Cây rất là tốt luôn, khỏe tốt luôn. Đây là ngọc thạch hai màu, trồng đơn giản thôi các cô chú, đặt cái khúc cây vô giữa chậu đó, vô giữa chậu vậy đi. Sau đó mình để một lớp sẽ dừa vòng vòng cái chậu, để vòng cái chậu xong mình để một lớp phân bò phân trâu gì đó đã qua xử lý rồi, mình để một lớp vô đó, một lớp gì vô cái tới đó mình lót một lớp sơ dừa, mình đậy lại đó, mình đậy lại đừng cho có nắng chiếu vô cái phân đó, tại vì cái phân đó là của động vật ăn cỏ đó, khi nắng chiếu vào nó có ánh nắng đó, là nó sẽ mọc cỏ, nó lên cỏ thì mình làm cực lắm, phải nhổ rồi cực lắm, như gặp rễ lan đồ nữa, nhổ khi đứt rễ. Nên mình lớp sơ dừa là chỉ để đậy lại thôi, khi cái lan phát triển nó sẽ ăn rễ xuống nè, cái này nó ăn vòng xung quanh xuống nè, tìm thức ăn ở dưới đó. Rất là tốt luôn. Này hồi đó là mình mua hàng combo nè, combo hàng giống á, nhỏ không nè. Này hồi đó thằng già nó chỉ được cái lớn, được có nhiều đây. Bây giờ trồng cái cây phát triển cái gì, cây gan mấy luôn à, cây phát triển rất là tốt. Quá trời luôn, nhẹ cho săn sóc mà nhẹ tưới nè. Cái này là ví dụ các cô chú anh chị mình đi làm đó, ví dụ mình không có thời gian để tưới săn sóc rồi gì, mình trồng theo cái cách này nè, là nhẹ săn sóc lắm, cây rất là tốt luôn. Cái này em trồng cũng nhiều cho giò gì nè, chứ không phải là nhiều giò gì, chứ không phải là riêng cái giò này không, rất là tốt. Mấy nọ cũng ngại cái vụ mà nó sơ dừa này nó sẽ ẩm nè,
vô mùa mưa rồi sẽ bị ẩm mốc, rồi nó sẽ làm thúi rễ, còn thật chắc không có, tại vì mình không có tưới. Cái lượng nước thì nó thấm vô đây nó cũng vừa đủ à. Còn hai tháng nắng thì lâu lâu mới tưới một lần, ví dụ 3 ngày 5 ngày gì đó, 7 ngày tuần lễ đó, có cô chú tưới một lần đẫm ca bỏ đó. Mà phân là nguồn dự trữ nó nằm ở dưới đây có sẵn rồi, chị xuống đây là rễ nó bắt rễ xuống là tìm thức ăn nó ăn luôn, cho nên cây rất là tốt. Mà cái phân làm giờ ăn cỏ là nó rất là mát. Cây lan này nó rất là ưa. Giờ là ngọc thạch hai màu mà sao nó ra cái họng màu đen, cái họng nó có hai mắt đen đó. Này không biết phải đột biến nữa, các cô chú nào mình biết mình comment dưới giùm mình nha. Rất là khỏe luôn. Hôm nay kênh Ba Lan Thời có số chia sẻ gì đó, thì để bữa nào mình có thời gian là mình sẽ mua cây giống về rồi mình thực hành, mình làm clip mình cho cái ghép lên cho các cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi em chỉ xin phép chia sẻ nhiêu thôi, thì nó đơn giản lắm. Thì cái khúc cây nó cắt khúc cây cao hơn miệng chậu chút xíu vậy nè, độ chừng 2 phân, cao miệng chậu hơn có khoảng phân rưỡi 2 phân vậy đó. Cái mình để một lớp xì dừa vòng đó, lớp xì dừa vòng dưới đây, sau đó mình để một lớp phân trâu bò vậy đó qua xử lý, rồi đó mình để một lớp vòng, rồi sau đó mình dùng xì dừa làm đẩy lên lại nhét từng vòng vậy thôi, rồi tự động ở trên này nó bắt rễ, nó sẽ ăn xuống dưới, nó tìm thức ăn, nó ăn giúp cho ăn rất là tốt. Là cái phân này là phân đồng dạng cỏ, thuộc dạng phân hữu cơ đó các cô chú, cho nên nó tốt đó. Các cây lan đồ nó ưa lắm, kể cả mình trồng những cái cây kiểm như cây mai rồi cũng trộn vô nữa, rất là tốt luôn. Hôm nay em có số chia sẻ đến các cô chú anh chị mình cái cách trồng này đó, em thấy rất là hiệu quả đó. Các cô chú anh chị mình thấy hay nhớ nhấn đăng ký, nhấn like, nhấn dậu chuông để cập nhật những clip tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.